Thụ phấn. Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. 1. Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn. A. Hoa tự thụ phấn. Quan sát hình 30.1, ta có thể biết hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó. Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc là của hoa tự thụ phấn. Thứ nhất, loại hoa, mở ngoặc, đơn tính, lưỡng tính, đóng ngoặc. Thứ hai, thời gian chín của nhụy so với nhụy, mở ngoặc, đồng thời, trước, sau, đóng ngoặc. B. Hoa giao phấn. Ở những hoa đơn tính và những hoa lưỡng tính có nhụy và nhụy không chín cùng một lúc, sự thụ phấn của chúng buộc phải thực hiện giữa các hoa. Đó là hoa giao phấn. Trả lời câu hỏi. Thứ nhất, hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào? Thứ hai, hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ những yếu tố nào? 2. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Quan sát một hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và xem hình 30.2. Hãy trả lời các câu hỏi sau. Thứ nhất, hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ? Thứ hai, tràng hoa có đặc điểm gì làm cho sâu bọ muốn lấy mật hoặc lấy phấn thường phải chui vào trong hoa? Thứ ba, nhụy của hoa có đặc điểm gì khiến cho sâu bọ khi đến lấy mật hoặc phấn hoa thường mang theo hạt phấn sang hoa khác? Thứ tư, nhụy hoa có đặc điểm gì khiến sâu bọ khi đến thì hạt phấn của hoa khác thường bị dính vào đầu nhụy? Thứ năm, hãy tóm tắt những đặc điểm chính chủ yếu của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Qua bài học này, các em cần nắm vững. Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó, gọi là hoa tự thụ phấn. Những hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhụy của hoa khác là hoa giao phấn. Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm, mật ngọt, hạt phấn to và có gai, đầu nhụy có chất dính. Câu hỏi về nhà. 1. Thụ phấn là gì? 2. Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào? 3. Hãy kể tên hai loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó. 4. Câu hỏi có ngôi sao. Những cây có hoa nở về ban đêm như hoa nhài, hoa quỳnh, hoa dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ? Thụ phấn, phần tiếp theo. 3. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió. Giao phấn không chỉ nhờ sâu bọ. Ở nhiều hoa, gió có thể mang phấn của hoa này chuyển đến hoa khác. Quan sát cây có hoa thụ phấn nhờ gió, hình 30.3 và hình 30.4, ta thấy hoa của chúng thường có những đặc điểm sau. Thứ nhất, hoa thường tập trung ở ngọn cây. Thứ hai, bao hoa thường tiêu giảm. Thứ ba, chỉ nhụy dài, bao phấn treo lủng lẳng. Thứ tư, hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ. Thứ năm, đầu hoặc vòi nhụy dài, có nhiều lông. Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió? 4. Ứng dụng kiến thức về thụ phấn. Mặc dù hoa có những đặc điểm rất phù hợp với tự thụ phấn, giao phấn nhờ sâu bọ và nhờ gió, nhưng không phải sự thụ phấn bao giờ cũng thực hiện được. Vì vậy, con người có thể giúp cho hoa thụ phấn bằng cách thụ phấn bổ sung. Người ta còn chủ động thụ phấn cho hoa, làm tăng khả năng tạo quả, hạt của cây hơn. Từ lâu, con người đã biết
tạo điều kiện thuận lợi cho hoa giao phấn để tăng khả năng đậu quả như trồng ngô ở nơi thoáng gió, ít vật chướng ngại, nuôi ong trong các vườn cây ăn quả như vườn nhãn, vườn vải. Mặt khác, trong trồng trọt, người ta còn thực hiện giao phấn giữa những giống cây khác nhau để tạo ra giống cây mới kết hợp các đặc tính mong muốn, ví dụ các giống ngô lai, lúa lai, vân vân, có phẩm chất tốt, năng suất cao, chống bệnh tốt. Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người. Qua bài học này, các em cần nắm vững. Những cây thụ phấn nhờ gió thường có hoa nằm trong ngọn cây. Bao hoa thường tiêu giảm, chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ, đầu nhụy thường có lông dính. Con người có thể chủ động giúp cho hoa giao phấn làm tăng sản lượng quả và hạt, tạo được những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao. Câu hỏi về nhà. 1. Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn? 2. Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết? Cho ví dụ. 3. Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì? Bài tập về nhà. Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết. Các em kể một bảng gồm 3 cột và 5 hàng. Hàng thứ nhất, cột thứ nhất, đặc điểm. Cột thứ hai, hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Cột thứ ba, hoa thụ phấn nhờ gió. Hàng thứ hai, cột một, bao hoa. Hàng thứ ba, cột một, nhị hoa. Hàng thứ tư, cột một, nhụy hoa. Hàng thứ năm, cột một, đặc điểm khác. Em có biết những người đầu tiên biết thụ phấn cho cây là người Ả Rập sống ở Bắc Phi? Họ đã biết thụ phấn cho cây trà là từ thời rất xa xưa.